hai lúa đã quay trở lại với series abi ở các tập trước chúng ta đã tìm hiểu abi là gì làm sao để chúng ta bắt đầu vào abi cách xác định các cái mô hình cách xác định cái số lượng abi mà chúng ta cần phải xử lý hôm nay sau khi các bạn đã có cái mô hình rồi sau khi các bạn đã xác định phần nào đó các abi mà các bạn cần phải xây dựng rồi thì các bạn bắt đầu vào việc đặt tả nó và việc mô tả nó chúng ta sẽ nói về hai cái vấn đề thứ nhất mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ một cái công cụ rất là đặc trưng để mà chúng ta mô tả cái mô hình kỹ thuật của API, đó là sequence diagram cái thứ hai là sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mà chúng ta có thể đặt tả mô tả chi tiết API để dành cho team dev team QA QC người ta có thể xử lý cái phần technical mình nhắc lại một chút về các cái giai đoạn mô tả API thì chúng ta đã thông qua cái phần xây dựng mô hình kết nối rồi. thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc mà làm sao chúng ta sẽ mô tả cái luật kết nối kỹ thuật nè. làm sao để chúng ta mô tả request, respond, mã lỗi những cái thành phần chính yếu nhất của API và cũng như là chúng ta sẽ xây dựng cái tài liệu đặc tả nó như thế nào. đồng thời thì sau khi làm chúng ta cũng sẽ phải có những cái giai đoạn triển khai và phối hợp với technical team để mà hoàn tất cái việc xây dựng API nhắc lại cái chủ đề thực hành thì chúng ta sẽ xây dựng một cái form tích hợp vào trong cái trang web của rạp chiếu phim để mà có thể truy xuất thông tin, lấy thông tin, truyền thông tin để mà cho một công ty bảo hiểm bán cái sản phẩm bảo hiểm dành cho cái khách hàng của rạp chiếu phim. Ok, chúng ta cùng vào phần đầu tiên đó là mình sẽ nói về sequence diagram. Tại sao mình lại nói cái phần sequence diagram này đầu tiên? Tại vì các bạn có cái mô hình nghiệp vụ, cái mô hình business model thì chúng ta sẽ phải xây dựng một cái mô hình kỹ thuật thể hiện rõ cái việc mà chúng ta xử lý về API nó sẽ như thế nào. Sequence diagram nó là một cái sơ đồ trong hệ thống UML, thường được sử dụng để mô tả sự tương tác giữa các hệ thống với nhau, sự giao tiếp giữa các hệ thống với nhau, sự tương tác, sự giao tiếp giữa các cái đối tượng với nhau. Và sequence diagram nó cũng sẽ giúp cho chúng ta mô tả cái luồng thông tin trao đổi. Như mình đã nói là nói với API, nó là một cái phương tiện để mà chúng ta giao tiếp. Chúng ta giao tiếp giữa người với người như thế nào thì các cái hệ thống nó cũng giao tiếp với nhau như vậy. Thì tất cả mọi thứ giao tiếp trên đời này nó đều phải có kịch bản. Sequence diagram nó sẽ giúp cho chúng ta mô tả cái kịch bản đó. Chúng ta cùng tìm hiểu các cái ký hiệu cơ bản hay dùng của sequence diagram. Thứ nhất các bạn sẽ thấy nó gọi là actor lifeline, cái lifeline của tác nhân. Thứ hai nó là object lifeline. Thì các bạn sẽ thấy tại sao nó là lifeline. Lifeline nó có nghĩa là các cái tác nhân hoặc là các cái đối tượng nó sẽ tham gia vào cái quy trình, tham gia vào cái luồng giao tiếp bao nhiêu, bao nhiêu thời gian, cái mức độ ảnh hưởng nó như thế nào thì nó sẽ dài hay ngắn cái lifeline nó dài hay ngắn nó sẽ tác ảnh hưởng như vậy. Activator nó là một cái phần mà các bạn thấy giống như một bộ phim đi, các bạn tưởng tượng như một bộ phim đi. Các bạn thấy diễn viên nó giống như là actor đúng không ạ? còn các cái đối tượng các bạn thấy nó giống như là phân cảnh cũng giống như là các cái tòa nhà này kia vân vân thì khi đó các bạn sẽ thấy là trong một bộ phim sẽ có những lúc tác nhân tham gia vào cái màn hình tham gia cái vào cái luồng chính của bộ phim nhưng có những lúc mặc dù đôi khi là diễn viên chính nhưng mà những cái phân cảnh đó, nó không có liên quan thì bây giờ làm sao chúng ta phân biệt được giữa cái việc mà chúng ta xuất hiện trên màn ảnh hay là không màn ảnh thì chúng ta sẽ có cái activator để mà thể hiện là ừ, ở cái chỗ đó cái tác nhân hoặc là cái đối tượng đó nó sẽ xuất hiện còn nếu như những cái phần khác mặc dù nó vẫn ảnh hưởng vào toàn cục một cái flow nhưng mà nó sẽ không xuất hiện thì nó sẽ không có activator thì thật ra về bản chất các bạn sẽ thấy là trên công việc hàng ngày á có sẽ có rất là nhiều nơi hoặc là có rất nhiều chỗ người ta cũng chẳng cần vẽ cái activator này đâu nó cũng không phải là cái bắt buộc à, tuy nhiên nếu như các bạn có cái activator nó sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng cho người xem người ta nhìn vào trao cho nó nó rõ ràng hơn về cái mức độ ảnh hưởng cái mức độ hiện diện của một cái tác nhân hoặc là cái một đối tượng trong một cái flow message và return thông điệp gửi đi và cái thông điệp phản hồi thì như mình đã nói là API hoặc là cái sự integration nói chung thì nó là một cái giao tiếp tôi gọi anh trả lời tôi cần gì thì anh cung cấp cho tôi tôi hỏi cái gì anh trả lời cho tôi thì message và return nó sẽ phản ánh cho chúng ta cái thông điệp mà chúng ta cần phải chuyển đi hoặc là những cái phản hồi mà chúng ta sẽ tiếp nhận từ những cái yêu cầu đó alternative fragment thì các bạn sẽ thấy là nó giống như là trong activity diagram các bạn sẽ thấy có cái decision node đúng không ạ? Thì cái này nó cũng sẽ xảy ra những cái tình huống ví dụ như là các bạn phản hồi đi. Phản hồi thì nếu như thành công thì như thế nào và chưa thành công thì như thế nào. Ngoài ra các bạn sẽ thấy có một cái self message những cái thông điệp tự xử lý. Thì những cái này các bạn sẽ thấy là đôi khi ngay ở những cái actor hoặc là những cái object họ phải tự xử lý họ phải review họ phải check họ phải xác thực vân vân thì họ sẽ sử dụng cái ký hiệu là safe message để mà thể hiện ở ở cái giai đoạn đó trong toàn bộ cái flow nó không có sự giao tiếp mà nó phải có sự tự xử lý giải qua một số cái activity một số cái giai đoạn gì đó trước khi mà phản hồi hoặc trước khi mà gửi cái thông điệp các bạn xem một cái ví dụ các bạn sẽ thấy ở đây nó là một cái dạng mà chúng ta mô tả toàn bộ cái luồng liên quan tới việc thanh toán ở cửa hàng ở merchant thông qua cái cổng thanh toán payment gateway và ở đây mình tạm lấy ví dụ là chúng ta nói về vnpay đi thì ở đây các bạn sẽ thấy là đây là một cái luồng mang tính là nó đòi hỏi cái sự tích hợp api rất là nhiều ha các payment gateway nó sẽ phải tích hợp api vào cửa hàng và ngân hàng để mà thực hiện các cái giao dịch này toàn bộ cái luồng cái journey từ đầu chí cuối chúng ta sẽ thấy là khách hàng khi mà tới mua hàng tại cửa hàng cửa hàng sau khi mà chúng người ta tính tiền xong rồi thì ta sẽ lên cái invoice khách hàng sẽ yêu cầu thanh toán qua qr code lúc đó thì cửa hàng sẽ gọi api qua bên phía vnpay sẽ yêu cầu tạo cái qr code vnpay sẽ phản hồi về cái một cái qr code với các cái thông tin về mặt thanh toán, về mặt hóa đơn vân vân, thì từ đó cửa hàng sẽ yêu cầu khách hàng là quét mã QR code đi. Tiếp theo sau khi mà khách hàng quét mã QR code và xác thực, cửa hàng sẽ chuyển thông tin qua API là khách hàng đã xác thực thanh toán xong rồi, yêu cầu mà VNPay và ngân hàng phối hợp với nhau xử lý. Lúc đó, VNPay và ngân hàng sẽ phối hợp với nhau cắt tiền của khách hàng. Rồi sau đó thì sẽ thông báo kết quả giao dịch. Nếu như giao dịch không thành công, cửa hàng sẽ yêu cầu khách hàng xử lý lại. Thì chúng ta sẽ quay về các bước trên. Còn nếu như thành công rồi thì người ta sẽ giao hàng lại cho khách hàng và kết thúc. À, thì các bạn sẽ thấy là nói về sequence diagram thì mô tả cũng không phải là khó. chúng ta chỉ cần xử lý một cái kịch bản sao cho nó rõ ràng, nó trình tự, nó logic, có thứ tự là xong. À, sequence diagram nó cũng rất khá là đơn giản các bạn và sequence diagram nó tiện hơn cái activity diagram hay là flowchart rất là nhiều tại vì nó gọn nè cái thứ hai là nó thể hiện cái sự tương tác trao đổi thông tin nó đầy đủ nó rõ ràng tinh gọn hơn rất nhiều so với các activity diagram ngoài ra có một cái vấn đề là các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn mô tả những cái dạng như activity diagram chẳng lẽ bây giờ các bạn nhìn ở chỗ đây cái swimland về ngân hàng đi nó chỉ có một cái activity nhất mà, mà chúng ta tạo ra đó một cái swimland thì các bạn sẽ thấy là đôi khi trình bày lên một cái trang giấy nó khá là rườm rà à, thì đây là một cái số ưu điểm mà các bạn có thể tận dụng khi mà các bạn trong trường hợp mà các bạn thấy mô tả bằng activity diagram trong một cái hệ thống tương tác nó như thế nào thì nó nhiều khi nó phức tạp quá thì các bạn có thể suy nghĩ tới cái việc mà sử dụng sequence diagram chúng ta đã có sequence diagram để mà chúng ta mô tả toàn bộ luồng kết nối kỹ thuật thì bây giờ chúng ta bắt đầu mô tả spec nó tạm gọi là mô tả spec thì như mình nói một cái API nó bao là một dạng tôi gọi anh trả lời thì chúng ta phải mô tả tôi gọi trước rồi sau đó chúng ta sẽ phải mô tả anh trả lời request yêu cầu rồi API nói giống như một cuộc giao tiếp các bạn cần gì thì phải nói ra các bạn thể hiện yêu cầu nội dung mong muốn được trả lời và cái request nó cũng là một cái input rồi API Thông tin cần có khi các bạn mô tả request bao gồm chúng ta cần phải có trường thông tin, chúng ta cần phải có tính chất, thuộc tính của cái trường thông tin đó. Chúng ta cũng phải có cái kiểu dữ liệu và cũng như chúng ta cần có những cái ghi chú nhất định về cái trường thông tin đó như thế nào. Thì các bạn cũng lưu ý là ở đây mình đang mô tả ABI để mà build nó ABI nó chưa có xuất hiện Cái việc mô tả này nó khoát hoàn toàn tới cái tài liệu kỹ thuật Mình nói trước để chúng ta phân biệt rõ ràng Chứ nếu không các bạn sẽ thấy là Mình thấy ABI, cái tài liệu này kia nó còn mẫu cốt Rồi đủ kiểu trên trời đất mà sau đây không thấy gì cả Thì các bạn phân biệt giữa hai giai đoạn ha Ở đây chúng ta đang nói về cái giai đoạn mô tả Để mà chúng ta xây dựng ABI Còn cái phần mà các bạn đang thấy phổ biến trên thị trường Đó là cái phần mà ABI đã build xong rồi và những cái tài liệu đó là những cái tài liệu kỹ thuật, những cái cốt mẫu, những cái phương pháp kết nối vân vân để mà chúng ta có thể tích hợp với nhau, à, cái đó là hoàn toàn khác và nó không nằm trong phạm vi tập ngày hôm nay. chúng ta có request thì chúng ta sẽ có response, respond mục đích thì tôi gọi thì anh phải trả lời đúng không ạ? thể hiện kết quả khi mà trả lời yêu cầu của request và nó cũng gọi tạm thời có thể gọi là output của api. thì các cái thông tin cần có khi mà mô tả request bao gồm là chúng ta sẽ có phần trả kết quả thành công hay là lỗi trường thông tin phản hồi nếu như mà các bạn có những cái nội dung mà chúng ta yêu cầu dạng thông tin yêu cầu về mặt truy xuất thì chúng ta cần phải trả về những cái thông tin mà người ta yêu cầu tính chất attribute cái này có thể bắt buộc hay không bắt buộc à, kiểu dữ liệu và cũng như là những cái phần ghi chú và cái cuối cùng khi mà chúng ta xử lý về phần api thì chúng ta cũng phải có cái phần mô tả lỗi thì nó là một cái phần kèm theo đối với cái việc mà chúng ta xử lý response cái gì có thành công thì cũng sẽ có thất bại thì các bạn cũng cần xây dựng các tình huống lỗi để mà giúp cho người yêu cầu API nắm rõ cái hiện trạng thì có một số cái tình huống lỗi thông dụng ví dụ như là không có kết quả timeout, out lỗi validation request lỗi thiếu thông tin request lỗi đặc thù theo từng nghiệp vụ vân vân ví dụ các bạn thấy có những API liên quan tới việc liên kết thẻ giữa bank và ví điện tử chẳng hạn thì có thể những dạng mà thẻ ngân hàng bị hết hạn thẻ ban bị khóa hoặc là tài khoản đã đăng ký rồi hoặc là tài khoản bị trùng thông tin số căn cước số chứng minh thư vân vân thì việc mô tả lỗi này nó là việc rất là cần thiết để mà khi mà chúng ta phản hồi điều gì nếu như giống như là các bạn sẽ thấy là khi mà chúng bạn gọi các bạn trả lời nếu như chỉ đã trả lời đơn thuần là, là nó bị lỗi rồi thì người ta sẽ không biết nó bị lỗi gì và trong trường hợp này á các bạn nên hiểu API đôi khi nó có ảnh hưởng tới cả việc user experience nữa người nhận cái request đó xử lý các cái thông tin nghiệp vụ cho end user nữa thì mà các bạn không trả một cái thông tin lỗi một cách rõ ràng thì người ta sẽ trả về cho end user những cái thông tin lỗi cũng không rõ ràng nốt và lúc đó end user sẽ đánh đá rất thấp về cái trải nghiệm cho nên là cái việc mà các bạn mô tả lỗi chi tiết đó là một việc rất là cần thiết thì ở đây chúng ta sẽ xử lý về cái tài liệu đặc tả API chúng ta sẽ nói về các cái nội dung nãy giờ chúng ta có cái sequence diagram nè, chúng ta có request là chúng ta có respond và chúng ta có lỗi, mô tả những cái lỗi. Thì các bạn sẽ hình thành nên một cái tài liệu yêu cầu để mà các bạn đáp các bạn QC follow đó mà xử lý. Cấu trúc chung của cái tài liệu API này nó bao gồm thứ nhất nó có phần mô tả tổng quan thì cái phần mô tả tổng quan này chúng ta đã nói ở tập trước. Thứ hai là cái mô hình kết nối thì đó chính là một cái sequence diagram. Thứ ba là mô tả về mặt request của tất cả các API mà các bạn muốn xây dựng. Respond của tất cả các API mà các bạn muốn xây dựng. Nhưng mà thông thường thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn trình bày tài liệu thì chúng ta sẽ chia theo từng API. Mỗi API nó sẽ có đầy đủ một bộ request, respond và mô tả lỗi. Hay là đôi khi là mô tả mã lỗi. Ok, thì nãy giờ mình đã nói về phần lý thuyết rồi. Thì chúng ta quay lại cái case study của chúng ta để mà chúng ta thực hành ha ở bài trước các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có một cái mô hình nghiệp vụ một mô hình kết nối nghiệp vụ rồi khi mà khách hàng đến xem phim khi khách hàng đăng ký membership điền các thông tin này kia thì khách hàng có thể lựa chọn thêm cái việc là mua bảo hiểm đó các cái thông tin của khách hàng nó sẽ được truyền qua bên phía các công ty bảo hiểm và các công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào những cái nội dung đó để mà người ta bán bảo hiểm dành cho các khách hàng của đạp chiếu phim để mà hoàn thành được mô hình business đó, mô hình nghiệp vụ đó, chúng ta sẽ coi cái sequence diagram để mà đảm bảo được các cái API nó sẽ được uh, trao đổi giao tiếp nó như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có là khách xem phim, người ta sẽ chọn đăng ký thành viên trên website của rạp chiếu phim, cung cấp các thông tin và chọn mua bảo hiểm. Thì khi đó cái website của rạp chiếu phim người ta sẽ ghi nhận vào cái hệ thống server, hệ thống backend, hệ thống data gì đó của rạp chiếu phim và từ đó rạp chiếu phim sẽ chuyển các thông tin này cho công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ thực hiện kiểm tra các thông tin này và phản hồi ghi nhận kết quả thành công. Sau đó, back end của CMM, tech end của chiếu phim sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý kết quả đó, đó, và phản hồi kết quả dành cho khách hàng để mà thể hiện là ừ bên phía công ty bảo hiểm đã tiếp nhận được các thông tin đăng ký này rồi và người ta sẽ liên hệ với khách hàng để mà cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tại vì thật ra đôi khi trong cái phạm vi mà partnership với nhau thì chúng ta sẽ không có xây dựng quá chuyên sâu theo kiểu là sẽ hiển thị mua bảo hiểm hoặc là hiển thị cái chứng nhận bảo hiểm trên trang đặt chiếu phim vân vân nhiều khi những cái mối quan hệ nó không có phức tạp như vậy à, thì và bản thân ở đây các bạn sẽ thấy định hình thì thật ra chúng ta chỉ có xây dựng một cái API thôi một cái API để truyền thông tin giữa cặp chiếu phim và công ty bảo hiểm thôi à, cho nên là cái ví dụ này thật ra nó cũng là một cái tình huống đơn giản cho mọi người hình dung về cái API nó như thế nào tiếp theo chúng ta sẽ đặt tại cái request thì các bạn sẽ thấy là chúng ta mô tả các cái trường thông tin mà chúng ta sẽ truyền qua thì các bạn nói là request tức là tôi chuyển thông tin qua sẽ tương ứng với việc là chúng ta cần các cái thông tin mà chúng ta cần phải cung cấp cho bên phía bảo hiểm ví dụ như là họ tên ngày tháng năm sinh giấy tờ số giấy tờ ngày cấp nơi cấp vân vân tính chất của nó thì có thể có những trường thông tin nó bắt buộc và có những trường thông tin nó không bắt buộc kiểu dữ liệu thì các bạn sẽ thấy là những cái dạng dữ liệu này varchar DEBT vân vân thì các bạn sẽ thấy là kiểu dữ liệu này thường các bạn có thể tham khảo các cái kiểu dữ liệu của sql để mà mọi người có thể mô tả cái format cái kiểu dữ liệu dành cho các API nó sẽ được truyền như thế nào rồi ghi chú thì các bạn sẽ thấy là đây là một số dạng business rule một dạng validate của API thì thật sự khi các bạn truyền request qua nếu như các cái ghi chú này, các cái business rule này nó được thỏa mãn thì nó sẽ trả về kết quả thành công còn không nó sẽ trả về những cái lỗi tương ứng những cái mã lỗi tương ứng với những cái sai số về mặt ví dụ như là ngày tháng năm sinh dưới 18 tuổi hoặc là sai chứng minh nhân dân hoặc là sai um, giới tính mã định danh vân vân. À, thì ở đây các bạn sẽ các cái trường thông tin chúng ta sẽ có khoảng 17 trường thông tin với các cái ý nghĩa khác nhau, với tính chất khác nhau, các cái kiểu liệu khác nhau và một số cái business rule nhất định cho các trường thông tin đó. Tiếp theo thì phần respond và return, phần đặc tả này thì thật ra tùy tình huống nha các bạn. Ở đây cái phần respond ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta request, chúng ta đẩy cái request qua, chúng ta truyền thông tin qua thì thật ra chúng ta chỉ cần quan tâm là ở ừ, thành công hay chưa, có lỗi gì hay không thôi chứ còn chúng ta sẽ không có cần nhận lại bất kỳ một cái thông tin nào cả. À, trong cái phạm vi của cái uh, API này nó cũng chưa tới mức như vậy. À, tuy nhiên sẽ có một số trường hợp ví dụ như là các bạn sẽ thấy um, mình lấy ví dụ chúng ta có cái API về việc truy xuất thông tin lịch sử giao dịch uh, lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng thì block cái request đó, nó lại rất là đơn giản cái request nó lại một số trường thông tin ví dụ như là mã khách hàng số chứng minh nhân dân rồi uh, ngày giao dịch uh, ngày từ ngày đến ngày ví dụ như vậy rồi người ta truyền request qua thì lúc đó respond trả về cái thông tin trả về lại nó chi tiết hơn lúc đó cái trường thông tin trả về mà các bạn mong muốn các bạn phải mô tả ví dụ các bạn phải mô tả là ở mã khách hàng ngày giao dịch số tiền giao dịch description tùy vào tình huống thôi nhưng mà cái nguyên tắc cũng tương tự nhau như vậy à, nó respond hay return request thì cũng quanh quẩn cái chuyện là các cái trường thông tin nó như thế nào các cái trường thông tin về mặt tiếp nhận về mặt truyền đi nó sẽ được mô tả như thế nào chi tiết Ngoài ra chúng ta cần phải đặt tả một số cái tình huống lỗi, à, ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy là nếu như hệ thống bị tham an bị đứt kết nối thì chúng ta cũng phải phản hồi chứng minh nhân dân căn cứ công dân khách hạn thì chúng ta cũng phải hồi về dưới 18 tuổi thì hầu như các cái tình huống lỗi á bên cạnh các cái tình huống lỗi mang tính là non functional requirement ví dụ như là time out ví dụ như là lỗi kỹ thuật thì hầu như các cái tình huống lỗi nó sẽ focus vào cái chuyện là chúng ta đặt tả các cái business rule nó như thế nào thì khi vi phạm các cái business rule đó thì chúng ta sẽ phản hồi lại cái lỗi nó như thế nào thì các bạn thấy tất cả những thứ này chúng ta cũng đã hoàn thành cái việc mà chúng ta làm tài liệu cái cái việc mà chúng ta đặt tả một cái API nào đó thì sau khi mà các bạn xử lý mô tả xong thì các bạn hãy tổng hợp tất cả vào một tài liệu đặc tả và chúng ta hoàn thiện cái tài liệu đó trình bày và trao đổi với technical team để mà đảm bảo người ta hiểu rõ về ABI xây dựng kế hoạch build ABI à, thì cái phần này các bạn sẽ thấy là có thể chạy diễn giao cho các bạn project manager hoặc các bạn project owner trong quá trình làm thì có thể BI sẽ phải phối hợp với development team để hoàn thiện nó mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn một cái overview về làm sao mà chúng ta xử lý đặc tả một cái API thì các cái chìa khóa thành công nó sẽ như thế nào. Các bạn hãy nhớ một số điều cho mình. Thứ nhất, hãy hiểu một cách đơn giản thôi, API như một cuộc giao tiếp thôi mọi người đừng có nghĩ API là cái gì khó khăn, cũng như là các bạn sẽ thấy là uh, các bạn lên một cái kịch bản giao tiếp rõ ràng thì rất là dễ dàng cho các bạn mô tả kỹ thuật của nó thôi. Đặc tả API là một cái mô tả kịch bản giao tiếp tương tự như là cái lời thoại phim. Các bạn mô tả càng chi tiết càng tốt, cứ be easy, đừng có sợ. API không có gì sợ đó API rất đơn giản chẳng qua là nếu như chúng ta chưa hiểu thì cảm thấy cái gì đó nó mơ hồ hoặc là do những cái tài liệu API mà các bạn tiếp xúc, các API đó nó đã được hoàn thành và được build, cái đó là vấn đề khác mình sẽ nói ở những tập sau. Còn ở đây, chúng ta cách bạch được các giai đoạn thì các bạn sẽ thấy là cái vai trò của một BA rất là đơn giản. Ok thì tập 3 này chủ yếu là hướng dẫn cho các bạn khi mà chúng ta đã xác định được mô hình, đã xác định được các cái API cần mô tả thì chúng ta bắt đầu bay vào chúng ta mô tả tài liệu thôi. Hy vọng là qua cái video này sẽ sẽ giúp cho các bạn thấy rõ API nó không có khó. Cái quan trọng là các bạn cần tách bạch được các cái giai đoạn và các cái mục đích khác nhau khi mà các bạn mô tả API thì các bạn sẽ không cảm thấy nó khó nữa. Hai lúa cho các bạn, chúc các bạn thành công với cái API này.